Rồi, bạn bao nhiêu năm thử là màu trắng các tình yêu ơi. Đấy, xem giúp em nha, màu trắng quá tuyệt vời, quá đỉnh, không bao giờ bị lộ bạn nhá. 250.000 hai quần và bên em miễn phí giao hàng toàn quốc các bạn nhá. Có túi trước và có túi sau, có túi trước và túi có túi trước cho em này, có khóa sườn giúp em các bạn nhá. Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi, có ba màu cho em ạ. Màu trắng, màu đen và màu kem màu nào cũng xinh các bạn nhá. Trắng, đen và kem màu nào cũng xinh luôn ạ. Nhanh chóng cho em ạ. Lưu ý giúp em số em là số Thanh Thanh các bạn nhá. Số Thanh Thanh ở Lai Châu và bạn nhá, thành phố Lai Châu cho em. Đúng tên số, đúng số điện thoại hotline cả bạc nhận hàng. Không đúng các bạc không nhận hàng các bạn nhá. Hàng của số Thanh Thanh nhà em là được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Kiểm tra hàng sơ đúng chất lượng sản phẩm như bên em quảng cáo thì các bạc nhận hàng. Không đúng các bạc giả lại hàng cho em, không mất bất cứ một cái chi phí nào, đúng được chưa? Nhanh chóng cho em. Quần em có 3 tông màu nhá. Màu trắng như bản mẫu đang mặc, màu kem và màu đen. Đấy, trắng, đen và kem màu nào cũng đẹp. Lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi. Có đầy đủ size số S, M, L, XL, 2XL. Tương đương từ 40 cho đến 65 kg, bao vừa bao đẹp cho các chị em nhà mình luôn ạ. Lên đơn comment cho em hai màu kèm số điện thoại là được cái đơn hàng thành công. Đấy, quần này của bên em là quần lưng cao ken bụng cực kỳ tốt chị em nhà mình nhá. Đấy, cho nên đừng bỏ lỡ cái cơ hội ngày hôm nay. Chỉ có duy nhất cái tài cái livestream ngày hôm nay số Thanh Thanh bên em xả sốc sàn từ 250.000 một quần xuống còn 250.000 hai quần và bên em miễn phí giao hàng toàn quốc các bạn nhé. Miễn phí giao hàng toàn quốc cho các bạn luôn ạ. Nhanh chóng lên đơn cho em đi. Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại nha các bạn ơi. Có size các bạn ạ, có size S, M, L, XL, 2XL, tương đương từ 40 cho đến 65 kg em bao vừa bao đẹp cho bạn luôn. Đấy, bao vừa bao đẹp luôn bạn nhá. Rồi ok, chị Ngọc Subi lấy hai quần một trắng một kem, ok em chốt đơn hàng nhá. Rồi ok, chị Phương Thủy một đen một kem, ok tình yêu nha, size L, ok tình yêu luôn này. Chị Thu Huyền lấy trắng đen kem, ok, lấy ba quần bên em miễn phí giao hàng thôi ạ. Hai quần bên em miễn phí giao hàng các bạn nhá. 250.000 hai quần cho em. Đấy, chỉ có duy nhất cái livestream ngày hôm nay Thanh Thanh sộp bên em xả sập sàn luôn từ 250.000 hai quần xuống còn 250.000 hai quần và miễn phí giao hàng toàn quốc các bạn nhé. Đấy, miễn phí giao hàng cho chị em nhà mình luôn. Chị em nhà mình chỉ đặt hàng, chỉ cần comment cho em hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường, không đẹp không đỉnh giả lại hàng cho em và không mất bất cứ một cái chi phí nào, được chưa? Lưu ý giúp em cả bạc ơi, phải nhớ giúp em số em là số Thanh Thanh ở thành phố Lai Châu cả bạc nhá. Đấy, ở thành phố Lai Châu cả bạc ạ. À, để tránh và nhân vào những hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng, cả bạc lưu ý cho em đúng tên số Thanh Thanh, đúng ở thành phố Lai Châu cả bạc nhận hàng, không đúng ngoài rác là hàng giả hàng nhái cả bạc nhá. Đấy, đừng mà nhận hàng làm gì cả bạc nhá, nhớ cho em là như thế cả bạc ạ. À, nhanh chóng lên đơn hàng cho em hai quần kèm số điện thoại là được ạ. Quần này là quần chất Vitex hàng siêu cao cấp bạc ạ. Quần là chất Vitex hàng siêu cao cấp, hàng loại 1, đảm bảo đánh mịn, có đồ co giãn nhẹ cho em. Không xù, không phản chỉ các bác nhá. Có hai túi trước và có túi có hai túi trước để đựng điện thoại cho chị em nhà mình luôn. Có khóa sườn một bên nó sang trọng. Quần này là quần cạp cao các bác ơi, quần này là quần cạp cao 6 phân ken bụng cực kỳ tốt. Đấy, đảm bảo ken bụng được cho chị em nhà mình. Chính vì thế các bác ơi, đừng bỏ lỡ ngày hôm nay. Chỉ có duy nhất ngày hôm nay sụp Thanh Thanh nhà em xả sốc luôn. Từ 250.000 một quần xuống còn 250.000 hai quần và miễn phí giao hàng toàn quốc cho chị em nhà mình. Đấy, nhanh tay chia sẻ và lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi cả chị em nhà mình ơi. Ngày mai có nhân viên gọi điện tư vấn size số, mặc size nào, màu nào nhé các chị em nhé. Đấy, khi mua hàng tại sụp Thanh Thanh, các chị yêu, các tình yêu nhà em có quyền được kiểm tra hàng, bóc hàng kiểm tra không đẹp không đúng như số Thanh Thanh quảng cáo cả bạc yêu cầu, không nhận hàng và không mất bất cứ một chi phí nào bạc nhá. Rồi, lên đơn cho em hai quần đi, có size số cả bạc ơi, có hai size số, màu trắng màu đen, màu kem màu nào cũng xinh cũng đẹp. Đấy, có màu trắng màu đen và màu kem màu nào cũng xinh cũng đẹp luôn. Hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường, đẹp thì cả bạc nhận hàng, không đẹp cả bạc giả lại cho em. Có size số đến tận 65 kg nhá. Rồi, ok chị em này, cứ lên đơn cho em đi, không cần phải hỏi em là nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu, mặc vừa đâu. Đấy, bản mẫu như em đang cao 1m7 đấy ạ, 47 cân, hơi gầy một tí.
Đấy, hơi cao và hơi gầy một tí cho chị em nha, mình cứ yên tâm. Chị em nào cũng có thể mặc được, không bao giờ kén ràng kén giá các bạn nhá. Mặc lên quá xinh quá đỉnh luôn. Đẹp thì cả bạc nhận hàng, không đẹp cả bạc trả lại, chị em không mất bất cứ một cái chi phí nào, được chưa? Bản mẫu mặc quá đẹp đúng không ạ? Rồi, em nhận được hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Phương Thủy nhé. Để nhận được hàng đẹp thì các bác chia sẻ cho em để anh em bạn bè nhà mình có thể mua được những cái sản phẩm vừa rẻ vừa đẹp nhất các bác nhé. Rồi ok, ok ạ, 250.000 hai cuộn bên em miễn phí giao hàng rồi chị em ơi. 250.000 hai cuộn, nhanh tay cho em, nhanh tay chia sẻ và lên đơn hàng cho em. Chầm tay thì chỉ có vào Sài Gòn các bác nha, vào Sài Gòn cũng không mua được cái sản phẩm này đâu. Em nói thật, cái quần này quá đỉnh quá đẹp luôn, có 3 màu đen kem sáng cho em. Màu nào cũng đẹp cũng xinh các bác em nhá. Quần này mặc lên em thề luôn, chân dài miên man luôn các bác nhá, hách dáng ạ. Quần này không hề lộ các bác, quần trắng các bác nhá, nhìn cho em đi. Quần trắng nhưng cũng không bao giờ bị lộ đâu, chất cực kỳ đánh mình và dày dặn. Các bác nhá, các bác nhá, mình được kiểm tra hàng mà, tội gì mà không mua đúng không ạ? Kiểm tra hàng thoải mái cho em, đúng như số em quảng cáo các bác nhận hàng, không đúng yêu cầu các bác trả lại hàng cho em và không mất bất cứ một cái chi phí nào. Hàng nó là chất Vitex chị gái ạ, à, chất Vitex hàng loại 1 luôn, đảm bảo đánh và mịn, có đồ có gian nhẹ luôn. Có đồ có gian nhẹ, mặc đứng lên ngồi xuống thoải mái cho em. Mặc đi làm, đi chơi, đi công sở, thở công sở cho em nhá, kết hợp với cả áo sơ mi, áo phông, áo gì cũng đẹp cho em. Đấy, đảm bảo đẹp, bảo đảm bảo luôn cho chị em nhà mình. Chị em nhà mình mà không mua cái quần ngày hôm nay thì quá phí luôn. Quá phí luôn cả bạc nhá. Nhanh chóng lên đơn cho em đi, hai quần cứ để lại số điện thoại là bên em có đơn. Có số điện thoại là có đơn, không có số điện thoại không có đơn các bác nhá. Rồi, thử màu kem đi, ok thì yêu luôn, bên em sẽ thử màu kem cho bác xem luôn nhá. Đấy, theo yêu cầu của khách hàng luôn các bác nhá. Rồi, bản mẫu như em đang thử là màu kem cả bác ơi. Bản mẫu như em đang thử là màu kem bác nhá. Màu nào cũng xinh cũng đẹp luôn ạ. 250.000 hai quần và bên em miễn phí giao hàng toàn thị trường cho các bác luôn. 250.000 hai quần nha, miễn phí giao hàng toàn thị trường. Đẹp thì cả bác nhận hàng, không đẹp cả bác giả lại cho em, yên tâm luôn. Hàng em có 3 màu ạ, 3 tông màu cho các bác chị em nhà mình lựa chọn. Màu trắng, màu đen và màu kem như bản mẫu đang mặc. Và lưu ý giúp em các bác ơi, tại cái livestream ngày hôm nay, số Thanh Thanh bên em cho các bác đồng kiểm tra hàng, kiểm tra chất lượng sản phẩm đẹp như bên em quảng cáo các bác nhận hàng, trời em thề luôn. Nhìn bản mẫu mặc mà em thấy phê luôn các bác ơi, quá đẹp đúng không ạ? Rồi, bản mẫu em cao 1m7 và nặng 47kg, hơi gầy và hơi cao các bác nhá. Chị em nhà mình mặc yên tâm, không bao giờ sợ bị ngắn quá, mắt cá chân luôn, mặc đảm bảo nó đứng quần, sánh quần các bác nhá. Chất liệu sản phẩm của nó là chất Vitex hàng loại 1. Đấy, chất Vitex hàng loại 1, nó kén bụng cực kỳ luôn, cạp cao 6 phân kén bụng quá tốt luôn. Chị em nào vừa mới sinh xong bụng to bụng xề chân to nha, thì hãy luôn lên mua cái quần này nghe, về mặc cho em. Đảm bảo luôn là sau 1-2 tháng là bụng nó sẽ nhỏ lại luôn. Yên tâm là như thế luôn, em nói thật đảm bảo uy tín luôn các bác nha, yên tâm luôn. Được chưa? Nhớ, nhớ giúp em các bác ơi, lưu ý cho em những vấn đề như sau. Quần nhà em nó là quần hàng có size số ạ, có size số đàng hoàng SML, XL, 2XL. Đấy, tương đương từ 40 cho đến 65kg, bao vừa bao đẹp. Thứ hai nữa, quần nhà em nó là quần Vitex hàn, có đồ co giãn nhẹ, chất cực kỳ đánh mịn và dày dặn, không bao giờ bị lộ. Thứ ba nữa, quần nhà em có túi trước các bác nhá, có hai túi trước hai bên, đựng điện thoại, đựng tiền cho chị em nhà mình thoải mái. Thứ tư, quần nhà em có khóa sườn bên hông, nó rất là sang chảnh các bác nhá, quần có túi có khóa sườn bên hông. Đấy, quần này em đảm bảo cho các chị em nhà mình luôn, mua ở đâu đẹp hơn và rẻ hơn, em đền tiền gấp 10 lần cho chị em nhà mình. Đấy, quần này quần mặc lên hách dáng dã man luôn, nhìn cho em chân dài miên man các bác nhá. Đấy, đẹp thì các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái cho em rồi, đẹp thì các bác nhận hàng. Không cần hỏi em đâu, chị Phương Thủy ơi, đừng có hỏi em là cao bao nhiêu mà nặng bao nhiêu mặc vừa. Cứ để lại số điện thoại cho em, ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn size số cho chị em. Có nhân viên gọi điện tư vấn size số, mặc như thế nào, mặc size nào thì đẹp, mặc màu nào thì đẹp luôn các bác nhá. Đấy, mua hàng của bên số Thanh Thanh ngày hôm nay, các bác được kiểm tra hàng thoải mái. Kiểm tra hàng các bác nha, bóc hàng ra kiểm tra hàng, đẹp đúng như bên em quảng cáo nha, đúng như bên em quảng cáo các bác nhận hàng, không đúng các bác giả lại hàng cho em. Chất của nó là chất Vitex hàng loại 1, chất cực kỳ đánh mịn các bác nhá, cực kỳ đánh mịn luôn, không xù, không cản chỉ và có đồ có dán nhẹ cho em. Đấy, quá đỉnh quá đẹp luôn, quá đỉnh quá đẹp, không đỉnh không đẹp, không bán cho các chị em. Các chị em không đỉnh không đẹp giả lại hàng cho em và không mất bất cứ một cái chi phí nào, được chưa? 250.000 hai
quần và miễn phí giao hàng bác nhá. Đấy, cứ lên đơn cho em đi, không cần phải hỏi em đã được chốt đơn hàng đâu. Em nói thật không cần phải hỏi đâu. Cứ để lại số điện thoại là được đến đơn hàng thành công. Ngày mai có đội ngũ nhân viên gọi điện và tư vấn sai số rồi, cả bác cứ yên tâm. Có sai số SML, XL, 2XL tương đương 40 cho đến 65 ký em bao vừa bao đẹp cho chị em nhà mình. Đấy, bao vừa bao đẹp cho chị em nhà mình. Số em lưu ý, số em là số Thanh Thanh ở thành phố Lai Châu và chị em nhá. Đúng số điện thoại hotline, đúng số điện thoại, đúng tên số các bác nhận hàng. Không đúng các bác không nhận hàng cho em, để tránh gặp phải những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng các chị em nhá. Đấy, lưu ý cho em những cái vấn đề đấy. Em nói thật, em tư vấn quá nhiệt tình cho chị em nhà mình luôn, để mua được những cái sản phẩm ưng ý nhất. Các chị em nhà mình lưu ý, nhớ phải kiểm tra hàng cho em. Số Thanh Thanh cho các bác kiểm tra hàng. Đẹp như trong bên em quảng cáo các bác nhận hàng, không đẹp yêu cầu các bác giả lại hàng cho em, không mất bất cứ một cái chi phí nào. Yên tâm chưa? Đẹp chưa? Được chưa? Nhanh chóng lên đơn cho em có 3 màu như bản mẫu đang mặc là màu kem, màu đen và màu trắng, màu nào cũng xinh cũng đẹp các bác nhá. Lên đơn cho em 2 quần kèm số điện thoại là được đến đơn hàng thành công. Thử màu đen đi, sộp ok tình yêu luôn. Bây giờ bên em sẽ thử sang màu đen các bác nhá. Thử màu đen cho chị. Rồi, bản mẫu như em đang thử màu đen Ngọc Tình ơi, quá tuyệt vời đúng không? Chị em nào vừa to vừa mập một tí đến mua cho em ngay cái quần màu đen này để mặc nhá. Màu đen cực kỳ tôn dáng và hách dáng dã man luôn các bác ơi. Quần mặc lên quá xinh quá đỉnh luôn ạ. Kén bụng cực kỳ tốt các bác nhá. 250.000 hai quần và bên em miễn phí giao hàng toàn thị trường cho các bác luôn. Miễn phí giao hàng toàn quốc cho các bác nhá. Đẹp thì các bác nhận hàng, và không đẹp các bác giả lại cho em và không mất bất cứ một cái chi phí nào. Quần em có 3 màu, màu kem, màu trắng và màu đen như bản mẫu đang mặc, màu nào cũng xinh các bác ơi. Đấy, mặc đi làm, đi chơi, đi tiệc, mặc đi đâu cũng được cho em, mặc kết hợp cái gì cũng xinh. Em đảm bảo cho các chị em nhà mình luôn, mặc cái quần này kết hợp với cái gì cũng xinh nhá. Áo sơ mi hay áo phông, áo gì cũng xinh cho em được chưa? Hàng quá quá chuẩn luôn, có chiết ly này, có chiết ly ở trước các bác nhá, có chiết ly ở trước mang làm chân của mình là thon gọn. Có túi này, có túi hai bên và có khóa sườn chị em nhà mình nhá. Màu trắng, màu đen và màu kem, màu nào cũng xinh cũng đẹp luôn. Lên đơn cho em 2 quần đi cả các bác nhá. Lên đơn cho em 2 quần kèm số điện thoại là có nhân viên gọi điện tư vấn sai số rồi. Yên tâm luôn, không cần phải hỏi em là mặc size gì, màu nào đâu. Ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn cho các bác luôn. Đẹp thì các bác nhận hàng, không đẹp các bác giả lại cho em và không mất bất cứ một cái chi phí nào được chưa các bác ơi. Đấy, quần bên em nó là quần vít tay cả, quần vít tay hàng loại 1, có đồ co giãn nhẹ. Nó cực kỳ đánh mình các bác nhá. Đánh mình không xù, không cản chỉ cho chị em nhà mình. Có hai túi trước và có túi trước các bác ạ. Có túi trước và có khóa sườn một bên. Đấy, đừng điện thoại cho em thoải mái luôn được chưa? Mặc đi đâu cũng xinh. 250.000 hai quần, lưu ý cho em nhá. Em xả sốc luôn tại ngày hôm nay, số Thanh Thanh xả sốc từ 250.000 một quần xuống còn 250.000 hai quần. Hai quần và miễn phí giao hàng. Lưu ý cho em, hàng của bên số Thanh Thanh các bác được kiểm tra hàng thoải mái. Sò chất lượng có đúng như bên em quảng cáo hay không? Đúng các bác nhận hàng cho em, không đúng các bác giả lại cho em và không mất bất cứ một cái chi phí nào. Đấy, không mất bất cứ một cái chi phí nào nhá. Đấy, quần nhà em các bác ơi, đặc biệt cái quần này bên em thiết kế cực kỳ tinh tế các bác nhá. Quần là thiết kế cạp cao 6 phân, kén bụng cực kỳ tốt. Chị em nhà mình bụng to vừa mới sinh xong, mông to, mông xề, đùi to, chân cong, nên mua cái quần này cho em về hách dáng và che khuyết điểm, che tất cả các khuyết điểm của chị em nhà mình được chưa? Đấy, chị em nào bụng to thì sau 1-2 tháng mà cái quần này em đảm bảo các tình yêu luôn là bụng nhỏ lại. Đấy, bụng mà không nhỏ lại các tình yêu cứ bảo em, đấy em đền tiền luôn được chưa? Quần này là quần hàng gọi là siêu đỉnh luôn, đỉnh của đỉnh luôn các bác nhá. Hai quần là lên số điện thoại cho em là có đơn, không có số điện thoại bên em không có chốt đơn các bác nhá. Ngày mai có nhân viên gọi điện tư vấn sai số rồi. Đúng không? Quá tuyệt vời, em là thật quá tuyệt vời luôn, không mua được cái quần này ngày hôm nay quá phí. Hàng này chỉ có duy nhất cái livestream ngày hôm nay shop bên em, shop Thanh Thanh. Shop Thanh Thanh ở thành phố Lai Châu xả sốc luôn. Xả sốc sàn từ 250.000 một quần xuống còn 250.000 hai cái quần. Hai cái quần kè và miễn phí giao hàng. Đấy, quá rẻ luôn đúng không ạ? Quá rẻ luôn, chị em nào không mua được cái quần này hôm nay thì quá phí. Em nói thật quá phí luôn chị em nhà mình nhá. Nhanh chóng lên đơn cho em đi, hai quần kèm số điện thoại là được ạ. Hai quần kèm số điện thoại cho em cả bác nhá.
quần là quần cạp cao ken bùng, có size đến tầng 65 nhá, có size SML đến tầng 65 ký cơ. Đấy, lấy xỉ ở Zalo bác ơi, lấy xỉ ở Zalo nhá. Chị Ngọc Nguyễn nhá, lấy xỉ ở Zalo giúp em. Ok, hàng này không xù đâu, em nói thật, bao giặt máy giặt thoải mái cho em, bao giặt máy giặt thoải mái cho chị em nhà mình luôn, được chưa? Quần là cạp cao ken bùng quá tốt luôn, chị em nhà mình cứ yên tâm, yên tâm 100% luôn, hàng đỉnh của đỉnh luôn. Bên em mới cho cả bác kiểm tra hàng không đỉnh không đẹp thì cho kiểm tra hàng làm gì, đúng không ạ? Cho kiểm tra hàng để làm gì đâu. Rồi, ok tình yêu ơi, hai quần kèm số điện thoại là được, lên đơn hàng thành công. Có 3 bảng màu, có 3 bảng màu bác á, màu trắng, màu kem và màu đen, có 3 màu cho em, màu nào cũng xinh cũng đẹp, không mua thì phí. Em nói thật, quần này không mua thì phí luôn, nhanh chóng cho em. Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại là được nhá. Hai quần kèm số điện thoại cho em là lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường. Đẹp thì các bác nhận hàng, không đẹp các bác trả lại hàng cho em. Hàng có 3 màu, màu nào cũng xinh, các tình yêu cứ mua 2 bao quần về mặc cho em. 2 bao quần về mặc cho em, thấy quần này, 2 quần bên em đảm miễn phí giá hàng rồi. 250.000 250.000 2 quần và miễn phí giá hàng, quá rẻ đúng không ạ? Quá rẻ rồi, ok chị nhá. Ok chị Huyền Giang Na này, hai quần một trắng một kem, ok tình yêu này. Ok chị Vũ Thu Hiền, ok tình yêu, một kem một trắng em chốt đơn hàng. Đấy, chị Hoàng Phương lấy hai quần một trắng một kem, ok. Chị Vũ Vân Anh ạ, lấy 3 quần cho chị đi. Đẹp lắm em, chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm, ok tình yêu chị Vũ Vân Anh nhá. Đẹp bác ơi, em nói thật nhá, không cần phải em gọi điện chốt đơn đâu, tại vì hàng này quá đỉnh luôn. Quá đỉnh thôi, toàn khách như em là khách quen mua thôi chị các bác nhá. Cứ yên tâm cho em luôn, hàng quá đỉnh luôn này, ok tình yêu luôn. Hai quần kèm số điện thoại đi ạ, là lên đơn hàng thành công. Có 3 tông màu, trắng, đen và kem như bản mẫu như em đang mặc đấy, màu đen. Quá đỉnh luôn các bác nhá. Lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ, là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường rồi, đẹp thì các bác nhận hàng, không đẹp các bác giả lại cho em, không mất bất cứ cái chi phí nào đâu. Cứ yên tâm luôn nhé. Rồi thử màu trắng đi, ok tình yêu luôn. Bên em sẽ thử lần lượt các màu nhé, các bác cứ yên tâm luôn, thử lần lượt các màu. Có 3 màu cơ bản và bên em sẽ thử lần lượt các màu cho các bác lựa chọn luôn. Thử màu trắng, ok, theo yêu cầu của khách, thử màu trắng cho chị đi em.